màu này thì cũ quá, mình phải chọn một cái màu nào. Chào Nguyễn Nhân Đồng, chào Nhật Quỳnh, chào anh khỏe không? Chào Huy Nam, đang livestream để mà bật đèn lên. Đẹp hơn nè. Chờ đông đông đi rồi em nói chuyện mà. Đẹp quá. Chào Quỳnh Đăng Kỳ, khỏe không em? Thì ta nói vậy nè. Chào đông đông đi, chào chị Lê Thiện, vào đi, chào con sóng vô hình, chào Thu Lê. Em nghĩ là mình nên tắt cái đèn này đi, tại vì cái đèn này nó làm cho cái mặt của mình nó... anh mới đi về luôn em. Đi về lận có chuyện đó mà, tại có chuyện nên muốn livestream. Chào An Kỳ, chào Đỗ Minh Thắng, chào Tạ Tố Tố, Trịnh Liêm, chẳng 30 người đi, 30 người đi rồi mình bật mí cho mọi người biết cái chuyện này. Chào Ly Lê, chào Tấn Quỳnh, Ngô Nhật Uyên, Nguyễn Văn Đồng. Cái mọi người hôm qua ơi, mọi người hôm qua có trong phòng không? Vào đi hãy nói chuyện chút xíu. Bén quá nha, đâu có lông mày thiệt mà. 31 ngày, chào anh Hưng nha, chào Hưng Noel. Mọi người ơi, ai có mặt trong buổi tiệc ngày hôm qua giơ tay lên với Hải đi ạ. Chào Đỗ Minh Thắng, chào tất cả. Thật sự là rất là nôn nao để mà bật mí cho mọi người biết cái chuyện gì luôn nha. Chào La Vi nha, chào Tròn Xe Vòng Vòng nha. Bắt đèn rồi, mà cái đèn bên đây thôi, không bắt đâu, bắt hao điện lắm. Cái gì nó ra cái đó chứ. Chào Thành Boss nha, chào Phạm Đức. Dạ rồi, ok, đông đủ rồi ha. Mọi người có thấy gì không? Đây là, mọi người có thấy gì không? Chào Tâm Nguyên, Tâm Nguyễn. Em nha, Tròn Xoay, anh biết cái điều này rồi, sao hồi đó em không nói, nào bây giờ em cứ nói chi vậy? Bây giờ em nói còn ý nghĩa gì nữa, ngày trước phải em nói là anh nừ rồi đó Tròn Xoay à. Ngày mốt chúng ta gặp nhau rồi Tròn Xoay à. Ok, dạ chào Nguyễn Mỹ Anh nha. Mọi người có thấy đây là gì không? Chào Tô Lan Phương. Đây nha, đây mọi người có thấy gì không? Đây là những bức hình mà hôm qua mọi người đã làm tặng sinh nhật cho Hải đó. Đẹp không? Có thấy đẹp không? Có thấy đẹp không? Đây, những bức hình này. Đó, hôm qua bắt tôi thức sớm và tổ chức sinh nhật cho tôi mà tôi làm cho tôi rất là bất ngờ nha. Trời ơi, rủ rê rồi tạo một cái phòng này nọ rồi để mình vào trong đó rồi cái... mình bị bất ngờ, tặng quà, tặng ơ làm sinh nhật cho mình. Mình cảm thấy rất là vui và hứng khởi vào ngày hôm qua. Chào nha. Rồi, phơi bài ra luôn nha. Chào Biểu Tô luôn nha. Chào Danh Nguyễn luôn nha. Y như bán hàng online luôn nha. Ok, bắt trước anh Lê Dương Bảo Lâm luôn nha. Ok, thấy không? Mọi người có thấy đây gì không? Đẹp không? Đẹp không? Đây là một trong những bức hình mà Hải rất là thích của cái movie nào mọi người có biết không? Movie nào? Movie của Hải mới ra. Và bây giờ Hải sẽ khui quà, bắt đầu chương trình khui quà cho mọi người coi. Mở đầu sẽ là cái gì đây? Hải muốn khui nôn nóng lắm, muốn khui một mình thôi. Nhưng mà hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người biết. Đây, tăng, hôm qua Hải được tặng đây, rất là dễ thương. Quý vị có thấy dễ thương không? Dễ thương không? Đây là những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Hải rơi xuống. Quý vị có thấy rơi xuống không? Đây, cái đây là một trong những kỷ niệm chia sẻ trong chương trình Cặp Đôi Hài Hước. Và Hải đã được... báo chí đánh thẳng vào tâm lý và hỏi một câu hỏi mà làm cho Hải phải rơi cả nước mắt. Quý vị có thấy không? Đây mọi người có thấy không? Nước mắt nè, nước mắt rơi xuống tới đây nè. Mọi người có thấy không? Đó. Đây, đây còn đây là cái vai mà Hải mọi người rất là yêu thích cái vai diễn này. Cái vai diễn này là cái gì mọi người có biết không? Vai diễn gì mọi người còn nhớ không? Còn nhớ không? Đây là Lưu Công Công trong vở Sát Thủ Hoa Hồng. Và đây nữa là chuyến đi chơi của mẹ Hải và Hải đi ngoài Bà Nà Hiêu cũng được làm lên gói tặng luôn. Sao vậy? Sao lại không thấy? Thấy không mọi người? Từ từ đi em, từ từ rồi anh cà phê với em.
Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là anh đang online, anh gửi quà mà em nói vậy. Bây giờ Hải sẽ gửi trước nha. Bây giờ là món quà này là cái gì đây? Cái gì đây mọi người, cái gì đây? Trời ơi, một chai rượu XO. Tôi có biết nhậu đâu mà tặng tôi chai rượu. Trời ơi là trời, tôi không biết nhậu mà tặng chai rượu, làm sao mà nhậu đây? Còn cái ly mà uống rượu Tây mà cái ly cỡ này nè, uống rồi ra đi luôn hay gì? Trời đất ơi, uống vô chắc chết quá. Đó, đẹp ha. Dạ, cảm ơn anh. Và tiếp theo Hải sẽ gửi quà tiếp. Hình đẹp quá mọi người, làm đẹp quá, đẹp quá. Này, đẹp quá nè. Đó, ngồi chèm bẹp ở trên giường để mở quà cho mọi người coi. Không biết đây là gì đây, mọi người đón coi trong đây là gì. Trong đây là gì, của ai tặng thì mọi người đó nhớ nha. Bây giờ Hải sẽ bắt đầu khui quà đây. Trời ơi, gối gì mà cứng, cứng mà gỡ không ra luôn. Trời ơi trời, cái gì đây, tặng quà sinh nhật mà gói cũng có vừa vừa thôi, gói gì mà cứng ngắc cứng ngơ, làm sao mà người ta gỡ. Bây giờ cười cái gì, giống xả bơm hàng quá. Xả hàng cuối luôn nha bà con, cô bác anh chị em nha, nhanh tay nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem hàng. Trời ơi, một đôi giày, ta nói nó đẹp ông nội cha ơi. Nè nè, quý vị thấy không, đây là một đôi giày nha. Đây là đôi giày đẹp lắm nha, đôi giày được tặng sinh nhật chứ không phải là bán hàng online nha bà con cô bác anh chị em mình nha. Dễ ý nha, chỉ có một đôi duy nhất nha. Đôi này được tặng chứ không phải là bán hàng online nha. Bà con bác anh chị mình để ý nha, nhớ nha. Đây là ai yêu thích đôi này, ai yêu thích mã số này, ai yêu thích đôi này thì đi ra ngoài mua nha, chứ không có bán. Ở đây là hàng tặng nha, đây là được tặng nha, cho nên rất là thích. Cảm ơn cái chủ nhân của đôi giày này nha. Còn ai thích cái đôi giống như vậy thì đi ra tiệm mua nha. Chỉ một đôi duy nhất là tôi có thôi nha. Ai muốn thích thì đi ra tiệm mua nha, chứ không tặng nha, chứ không phải là bán hàng online nha. Có ai thích đôi này không ạ? Một đôi duy nhất, có ai thích đôi này không? Nếu như ai thích đôi này thì đi ra tiệm mua, chứ tôi không có bán. Rồi, cảm ơn cái người đã tặng đôi giày này nha, rất là nhiều nha. Ok nha, rồi dẹp qua một bên nha. Rồi, ai mà thích đôi này thì comment cho tôi mã số 01 nha. Ai thích đôi giày này, ai thích đôi giày này thì comment cho tôi mã số 01 xong rồi đi ra tiệm mua nha, chứ tôi không bán nha. Và còn có bác anh chị để ý nha, tôi không bán cái hàng này, người ta tặng cho tôi, nó tôi giữ, tôi không có bán. Cho nên ai thích đôi này đi ra tiệm mua, mã số 01, ok. Rồi tiếp nha, bây giờ tôi mở tiếp cái gì đây. Ok, cái này là cái gì đây? Để tôi gửi quà. Hàng cứng quá, chào Khang Lê nha. Ừ, cái gì vợ Duy nha. Rồi mua vật luôn nha, ok nha, gửi hàng mà. Trời ơi, mở hàng nha. Ủa mà quên nữa, cái đôi giày này xuống mấy mà vừa không nha. Hiệu Adidas nha bà con, ai thích thì đi ra tiệm mua nha. Đôi giày rất đẹp nha, rất là mịn màng luôn nha. Đôi này là Oclodis nè, thấy không, mọi người có thấy không đó. Rồi mang thử luôn nha, không vừa là phải đi đổi luôn nha. Ok rồi, rất vừa chân luôn nha, rất vừa chân luôn nha bà con cô bác anh chị. Cảm ơn cái người đã tặng luôn nha, cảm ơn nha. Còn ai thích đôi này thì đi ra store mua nha bà con cô bác anh chị em mình nha, chứ không còn chỉ một đôi duy nhất nha, không có một đôi thứ hai nha. Ok, rồi tiếp theo gửi cái món quà này nha, cái món quà tiếp theo nha bà con cô bác chị mình nha. Rồi mọi người vô đây nha. Ờ, hôm nay là để tóc tự nhiên mới đi hết về luôn nha, rất là mệt mỏi nha. Mệt quá, trời ơi trời, livestream mà mệt quá. Đây là một cái gì đây, đây là một cái gì đây, quý vị ơi đây là một cái gì đây, quý vị mỏi ra coi luôn nha bà con cô bác chị mình nha. Chào nha Phạm Hồ Chí nha, trúng thưởng cái gì, trúng thưởng hạ shop không không. Ở đây là trời đất ơi trời, ta nói một bộ mỹ phẩm luôn nha bà con cô bác chị mình nha. Ok nha, trời ơi, hôm qua sinh nhật rồi á, mọi người tổ chức cái sinh nhật cho mà đâu có biết cái gì đâu, rồi kéo vô rồi tặng quà, ăn xong rồi về đó. Bây giờ nè bà con cô bác chị mình chia sẻ nha, chia sẻ nha, chia sẻ nha, chia sẻ vô nhóm nha, năm nhóm nha bà con cô bác chị mình nha. Rồi nha, đây là một bộ mỹ phẩm nha, một bộ mỹ phẩm được để cho mình sức lên mặt mình nha, cũng như là mọi người thấy cái mặt mình thấy ghê quá hay sao đó. Mệt quá, live stream nói vừa vừa tôi bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của các bạn mà live stream bán hàng nó mệt ông nội cha ơi. Nói có một miếng thôi mà tôi mệt quá trời mệt rồi. Bây giờ nè, mở mới lạnh đó mà còn nóng nữa. Mỹ phẩm này nha, hiệu Estée Lauder gì nè. Rồi cái hiệu này rất là tốt luôn nha, tôi chưa xài bao giờ luôn và tôi có thể thử lên bản mặt của tôi nha. Cười chết nha Hải, đâu có, nói chuyện vui mà, mở hàng mà. Rồi bà con bác anh chị ơi, ai có thích bộ mỹ phẩm này không, ai thích bộ mỹ phẩm này comment cho tôi số, comment cho tôi số 2 nha, comment số 2 nha. Cái mỹ phẩm này ta tặng cho tôi nên tôi không có bán, ai thích thì ra tiệm mua nha.
Rồi tôi nói hiệu cho để coi tôi xài tốt không. Nếu mà tốt thì tôi giới thiệu cho mọi người xài, còn nếu mà không tốt thì tôi mắng vốn cái người tặng nha, bà con cô bác chị em mình nha. Rồi nha, ai tặng cho tôi thì nhớ đó, rồi tôi có gì tôi mắng vốn tôi khen đó, thì tặng tôi tiếp, còn mà tôi chê thì nhớ lại mắng vốn cái chỗ bán đó, nha chưa. Rồi bây giờ nè, cái mỹ phẩm này nè, ai thích cái mỹ phẩm này không, ai thích cái mỹ phẩm này thì comment cho tôi số 2 nha, comment cho tôi số 2 nha. Còn mà tôi nói trước là tôi không có bán nha, tôi cũng không có cho, cái này là người ta cho tôi đi dành xài đó. Rồi cái gì đây, nó có 5 cái chai, 6 mấy cái chai ta, nó có 1 cái chai, 2 cái chai, 3 cái chai nha. Với lại gọi gì nè, 2 cái son nha. Trời ơi, đàn ông trai mà tặng son người ta kỳ cục quá. Đó thì mấy cái son ở trong đây nha. Rồi mấy cái miếng vàng vàng này là gì nè, chờ nha. Ê bà con có bác chị mà ơi, cái này mấy cái cục vàng nè bà con. Cái gì sản phẩm này rất là sản phẩm. Đúng rồi quý vị nha, quý vị ơi, có mọi người có thích cái câu sản phẩm này không? Một sản phẩm này rất là sản phẩm nha, sản phẩm này. Ồ, nó là một cái loại sản phẩm mà để chúng ta xức lên mặt của chúng ta rồi trang điểm lên nha. Trang lên cho con mắt của mình nó sản phẩm lên nha. Em thích không? Em thích đi về chợ mua nha. Còn cái này cũng ta tặng không có cho được nha. Trời ơi, cái son nhiều màu nha bà con cô bác chị. Ai chia sẻ em chia sẻ cho mình 15 nhóm nha. Ai thích cái loại son này thì đi ra tiệm mua nha. Còn cái này tôi được tặng sinh nhật cho tôi không cho nha. Ok. Rồi mình qua cái sản phẩm này luôn nha. Chốt cái sản phẩm cuối cùng nha. Ai tôi comment số 2. Rồi comment số 2 thích không? Thích cái loại mỹ phẩm này không? Thích cái loại mỹ phẩm này thì đi ra tiệm mua nha, chứ tôi không có bán. Cái này ta cho mà sao mình bán được. Rồi nếu mà tôi xài tốt á thì tôi để tôi xài, còn tôi xài không tốt á thì ai thích thì tôi cho. Chứ tôi chưa có xài tôi đâu có cho được nha. Cười chắc chết. Quy Nam. Rồi sao nữa Khôi nha? Tôi comment số 2. Ai nãy có ai comment nói thích gì nữa đó, tôi chưa kịp coi nè. Rồi đó. Duyên cái gì mà Duyên? Tôi vô ai cái mỹ phẩm này nè Minh ơi. Thích không? Thích cái mỹ phẩm này không? Cái loại mỹ phẩm chia sẻ nha, chia sẻ nha. Cái thùng mỹ phẩm này là của cái bạn kia ta tặng đó, tặng sinh nhật nè. Rồi ai thích cái mỹ phẩm này thì nực quá. Comment số 2 nha. Comment số 2 cho tôi đi. Rồi tôi chỉ chỗ, tôi hỏi người ta rồi đi ra chợ mua. Chứ tôi không có biết, tôi không có biết mua đâu hết á. Của người ta tặng mà sao biết được. Rồi bây giờ tôi tiếp cái thùng số 3 nha. Cái thùng này là cái loại nó đẹp lắm nha, tại vì cái màu sắc của nó màu vàng, màu bạc nha. Nó có những cái lấp lánh này nha. Mọi người có thấy không? Thấy không? Số 2 hả? Thích số 2 mà. Rồi Lê Khắc Minh comment số 2, thích số 2 đi ra chợ mua. Rồi thôi khoan, đừng có mua, để tôi xài coi nó tốt không. Nếu mà nó tốt thì tôi chỉ chỗ cho mua, còn nếu mà nó không tốt thì tôi tặng cho xài nha. Không sao đâu, anh em chia sẻ với nhau, tôi là tốt bụng lắm, tôi không có giống người ta. Cái gì đâu ra cái đó, cái nào xài tốt tôi giữ xài, còn không tốt thì tôi cho hết à. Lấy là tôi cho, tôi nói thiệt. Rồi nắng ban mai nha, nực thiệt luôn, đổ mồ hôi cơ. Số 2 luôn hả Khôi Minh ơi, số 2 luôn hả, số ai cũng thích số 2, trai không à nha. Tôi để ý nha, con trai mà thích số 2 là thích cái thùng mỹ phẩm này nè, có son rồi có ba cái đồ trang lên con mắt nữa. Trời ơi. Rồi số 3 nha. Đậm da mắt. Cái gì vậy trời. Bây giờ có thích không? Thích thì đi chợ mua, chứ cái gì mà đậm da mắt trong đấy. Rồi nha, đã chia sẻ nha, tôi comment số 2 trực tiếp luôn nha. Rồi số 2 phải không? Anh Trí số 2, Chắc Minh số 2. Rồi để từ từ đi. Bây giờ á em sẽ xài, ngày tối nay em xài liền. Người ta tặng mà quà tặng sinh nhật, em xài liền, tối nay em xài liền. Nếu như hàng tốt em để em xài luôn. Còn nếu như mà cái hàng mà nó xài lên nó ảnh hưởng da mình á, nó làm cho da mình bị dị ứng, nổi đỏ thì mình đem cho, thì lúc đó là ai comment số 2 đầu tiên sẽ được tặng món quà này. Ok, đây là quà người ta tặng sinh nhật cho nên bán, không có bán. Cái này là cũng không có cho luôn, để dành xài. Ai mà cũng như mình xài mình thấy dị ứng da mình đỏ lên, nó hãy mà bị đỏ da đồ lên là ai comment đầu tiên hãy cho người đó. Rồi vậy đi. Rồi bây giờ mình cởi. Rồi xong chưa, mình chốt nha. Chốt số 2 nha. Chốt số 2, bây giờ qua số 3 nè. Cái gì đây? Cái hộp này nó để cái hiệu là Good Luck Happy, May the happiness around you today and always. Ok, rồi ok nha. Rồi tôi không hiểu gì nha. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cái hộp này ra nha. Ồ, cái gì thật là bí hiểm nha bà con cô bác anh chị. Đây là món quà số 3 nha. Số 3 nha. Bây giờ mình comment nha. Comment số 3, ai comment đầu tiên chia sẻ nha. Ai comment số 3 đầu tiên. Rồi tôi sẽ mở ra.
số 3 rồi. Khôi Minh nha, Khôi Minh số 3 nha, comment đầu tiên nha. Thí dụ mà bây giờ Hải mở ra mà Hải mà không xài được á thì Hải cho các bạn đó. Không, mở ra xài không được thì sẽ nhắn với các bạn tặng cho mình sinh nhật á là đi đổi. Còn nếu mà đổi là người ta không đồng ý á thì tôi cho cái người comment số 3 đầu tiên. Ok. Ôi, kết bạn đi chứ. Để Tiên Quỳnh Thủy Tiên chế độ theo dõi hoài vậy nè. Rồi ok, tôi comment số 2 trước nha. Rồi số 2 anh Trí comment trước nha. Rồi Khắc Minh là thí dụ anh Trí xài mà thấy ổn á, thấy nó hợp với cái mặt của mình á thì anh Trí đi dành xài. Còn thí dụ mà anh Trí mà cảm thấy mạnh không có được nữa đó thì đem cho lại Khắc Minh. Mà Khắc Minh không thích nữa thì cho lại cái bé cá viên chiên số 3 nha. Ok, tát anh nhé, tặng anh nhé. À, dưới còn một hộp nữa nha. Hộp gì? Hộp gì? Cái gì Thảo? Số 456 hả? Rồi lấy hết luôn đi, nè nè, quà nè, lấy hết luôn đi. Cái gì? Gì mà nghe có ngỗng quay ở chậm vậy chèn? Không biết always, always. Nó có tiếng Anh, nó là cái hộp này nè, nó là bằng tiếng Anh nè nè, để đọc lại nè. Good luck, happy and may the happiness around you today and always. Nó có nghĩa là, thôi kệ nó đi, nó cái nghĩa gì không biết nữa. Nguyễn Rô Dài, trời đất ơi, trời Rô Dài, Rô đẹp, ông nội ơi, trời. Cái màu của nó màu đen, màu trắng nha. Đúng mà mình thích luôn nha, trời ơi. Xuất xứ, ta nói cái đôi giày này là cái hiệu gì nè. Cái hiệu gì, con tê giác. Cái hiệu con tê giác này của ai tặng Hải vậy, ai tặng Hải vậy. Comment số 4 luôn nha. Số 3, comment số 3 luôn nha. Nếu như Hải mang dừa thì Hải mang luôn. Rồi nếu như Hải mang không dừa thì Hải sẽ báo là các bạn tặng cho Hải sinh nhật á. Đi ra chợ, đi ra cái chỗ này nè, cái chỗ hình con tê giác này nè. Đổi, nếu như đổi không được, người ta không cho đổi, tôi tặng cho cái người đầu tiên mà comment số 3 luôn. Số 3, ai comment số 3? Anh nói tiếng Anh giỏi quá, ai comment số 3? Ngọc Ngân, anh lại em gái mà em đâu có mang được đôi giày đàn ông. Đôi giày đàn ông người ta mang nè, bây giờ tôi mang thử nè, coi vừa không nha. Thấy nó nhỏ tí vậy, chết rồi trời. Chết rồi, không biết vừa không nữa. Trời ơi, vừa luôn nha, bà con của bác chị em mình nha. Rồi, đôi giày màu đen rất là đẹp luôn nha. Hợp với đôi cái giò luôn nha. Và rất là dày nha. Đôi giày rất là xinh nha. Sản phẩm này rất là sản phẩm nha bà con nha. Rồi, ok, ai comment số 3? Dưới đây có một cái hộp nữa. Thì ra người ta chủ nhân là con Thảo. Phải không? Cảm ơn Thảo nha. Gì? Ngỗng quay. Cái gì đây? Đang ở đâu? Anh đang ở nhà. Anh đang ở trong phòng nè. Anh vừa đi cúng tổ về cái... Anh nôn quá, anh lại anh gửi quà ra. Rồi nha, còn một cái hộp gì nữa nè. Bây giờ cái sản phẩm này của ai nè. Xin cảm ơn cái bạn đã tặng cho mình ngày sinh nhật nha. Rất là nhiều nha. Cái hình con tê giác nè. Đôi giày hình con tê giác rất là đẹp nha bà con cô bác anh mình. Chia sẻ nha, chia sẻ nha, chia sẻ giùm em nha. Để mà ai xin thì em cho nha. Nếu như em mang không vừa. Chứ còn nếu mang vừa thì còn lâu em mới cho. Bây giờ nè, tiếp nha. Khôi Minh nha, em mở tiếp cái hộp này nha. Hộp này gì đây? Trời ơi, một cái áo nè, một cái áo màu xám hiệu con tê giác nha bà con. Một set luôn nha, một set quần áo nha, rất là đẹp nha. À thì ra đây là một bộ của nó, hôm bữa tặng cái màu trắng, bây giờ màu xám. Đúng cái màu mình thích luôn, đúng cái màu mình thích luôn. Một set, dễ vừa hết, nói chung là không vừa cũng không nói là vừa nữa. Tại vì đồ người ta cho mà mình xách đem cho kỳ lắm. Nha bà con, cô bác anh chị, nè bộ đồ nè đẹp luôn nha. Ai thích cái áo này, ai thích cái áo này, ai thích không, ai thích cái áo hiệu này không, đi ra chợ mua, chứ không có cho, cũng không có bán. Ok, rồi tiếp theo, mở lẹ lẹ đi, mệt quá à. Nó, trời ơi, mở ra luôn nè, đây là một đôi giày nữa. Trời ơi, bộ biết tôi thích giày hả? Tôi thích giày, sao tặng giày quá à. Ôi, đôi giày này chắc cũng vừa luôn, tôi không biết cái hiệu gì. A fashion and not one, oh yeah, để tôi mang thử. Tốt kìa mọi người ơi, chia sẻ, kéo lên. Rồi vừa luôn nha, một đôi giày rất vừa luôn nha. Không thể nào mà không vừa được, không vừa đem tặng cho người ta làm sao. Không đâu có chuyện đó, không bao giờ tặng. Của một cô bé, chúc anh Hải sinh nhật vui vẻ, An Kỳ mến. Cảm ơn An Kỳ luôn nha, An Kỳ ơi, An Kỳ. Hết chưa, hết rồi. Con, không. Cái gì đây? Đây là hai cục xà bông chanh luôn nha. Cái gì đây, cái gì mà nó dính xà nẹo vậy? Rồi hai cục xà bông chanh luôn nha bà con, cô bác anh chị em mình nha. Rồi mình Hải sẽ khui món quà số mấy vậy cả nhà ơi, số mấy vậy? Cỡ này cũng vừa, mọi người không có cửa nhận đâu. Vừa luôn, vừa hết á. Nói chung là không vừa thì đi đổi, còn không chừng nào không đổi mới cho. Rồi Hải mở tiếp nha.
Trời ơi, Romano, Romano. Cái này nè, hồi đó nha, thích lắm. Trời ơi, hồi đó đâu có tiền nào mua. Cái bắt đầu á hả, giờ được tặng thích quá. Ừ, chỉ vậy thôi đó. Hãy mở tiếp nha, Hãy hơi mệt rồi đó. Vừa không vậy anh? Vừa hết em à. Có nghĩa là người ta tặng không cái nào cũng vừa luôn. Đúng, như cái Chiên Chiên nói rất đúng, vừa luôn. Uống nước rồi nói tiếp nè. Lê Quyền nè, ok nè, chào nè. Rồi, cái tiếng luôn rồi nha, bà con quán chị. Ngày mai còn đi hát nữa nha, cho nên thui lẹ nha. Rồi, hai chai Romano này xài 1 năm rưỡi nha. Ok nè, ok nè, là ok nè. Ok là 1 là 1, 2 là 2 nè. 2 cục xài bóng chanh, ok nè. Rồi luôn bà con cô bác chị. Và bây giờ mình thôi tới cái món quà mà được tặng bự nhất cho bà con cô bác chị. Ờ quên nữa, hai cái chai Romano này Hải sẽ xài, thí dụ Hải xài không được, không thích hợp với da đầu của Hải, Hải sẽ báo với cái người tặng của Hải đổi cho Hải cái sản phẩm khác, chứ Hải không cho nha. Và ai thích cái sản phẩm thì comment số 5 nha, comment số 5 nha. Số 5 nha bà con các bác chị nha, số 5 nha, rồi đi ra chợ mua nha, chứ không có cho cũng không có bán nha, ok. Ai thích đi chợ mua, còn này cũng ta tặng Hải ngày sinh nhật cho nên không cho cũng không bán, ok. Rồi bỏ qua bên nè, tiếp theo gỡ cái thùng này hơi nặng, hơi bự. Không biết đây là cái gì đây. Trời ơi, chưa cái gì mà bạo lực quá vậy. Sao chưa cái gì mà xé tan nát con ta ra. Thôi mình gỡ nhẹ nhẹ đi. Thôi gỡ nhẹ nhẹ nó lâu lắm, nó trì tiết tấu lắm. Cho nên thôi gỡ nhẹ nhanh đi, mệt quá. Hết nội công rồi, bây giờ phải nói lẹ là ngày mai còn đi hát. Bây giờ phải gỡ nè, gỡ hết ra. Ai tặng những cái này thì nhanh nhớ nha, năm sau nhớ nói Hải nha. À, sinh nhật của mọi người đó thì Hải sẽ trốn luôn nha. Ok nha. Ai đã tặng những món quà cho Hải thì nhớ nói Hải để Hải chốt lại. Và năm sau ai mời Hải trốn luôn nha. Hải không có đi đám cưới sinh nhật à người đó nha chưa. Ok, tại vì người ta tặng hàng tốn Hải, mời Hải, Hải tốn tiền lắm. Ok, ok luôn nha. Rồi Hải mở tiếp nha. Hơi mệt nha. Ây dạ. Số gì? Số 6 luôn nha. Sao cái gì Khôi Minh cũng xin hết vậy cưng? Hả? Sao cái gì Khôi Minh cũng xin hết vậy anh? Số gấu bông. Ờ, mọi người đón coi trong đây là gì? Đón coi trong đây là gì? Ok, Hải sẽ mở tiếp cái này nha. Quà sinh nhật thật là nặng và bự nha. Trời đất ơi, trời ơi. Trời ơi. Mọi người ơi, mọi người có biết đây là gì không? Hải là khóc luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, một bộ đồ hồ hoàng. Trời ơi. Trời ơi, đẹp quá à. Đẹp quá à. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Cảm ơn mọi người nhiều đã tặng cho Hải món quà này nha. Hải cảm ơn nhiều lắm. Hải sẽ cố gắng hát thật là hay hơn nữa. Để sẽ mặc cái bộ đồ này cho thật là xứng đáng với nó. Ok, một bộ đồ tím, vàng, đen. Chắc là hai bộ lận. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, hai bộ đồ luôn cả nhà ơi. Hai bộ đồ luôn. Hả? Em đâu có xinh đâu. Em đâu có hát. Ôi sướng vui trong tâm khi giờ đây quà em mang không hết. Em cảm ơn ai kia đã tặng em để em mặc hàng đêm. Trời ơi, tự nhiên mặc hàng đêm. Có một bộ mặc hàng đêm sao được. Thích quá. Đúng rồi. Không không. Cái này là không. Cái này hói mặc vô không được đâu. Nó ngày tới hai bộ là. Thôi cái này để dành đi. Mình bí mật. Để mai mốt khi nào mà mình đi hát mình mặc cho nó hấp dẫn và nó mới lạ nha. Đúng không Ngọc Dào? Không vừa cho em luôn, xuống sáu luôn nha. Em mặc đi vòng vòng sớm hả? Hay gì? Hả? Trời ơi, cái cây này nó dài lắm nha. Có phải là như mình đang nghĩ không? Đây là cái gì? Quý vị à, đây là cái gì? Mọi người đoán thử coi đây là gì. Ha, đây là gì? Hả? Được rồi, Hạ sẽ mở ra, không để mọi người chờ lâu nữa đâu. Mở ra ngay để cho mọi người biết trong đây là gì. Rồi mình ốp nha, tại vì hết quà rồi mà cũng rất là mệt mỏi. Hết hơi hết sức, tổng hơi tổng sức quá. Bây giờ hãy mở đây. Một chút mở xong dọn một cái đống này chắc tới mai. Vì như một cái sở rác trong phòng trên giường rồi. Tối còn phải ngủ nghe nữa. Bây giờ hãy mở đây. Để xem đây là cái gì. Cây thước bản Tề Thiên. Trời ơi, làm gì mà có cây thước bản Tề Thiên. Ai dám tặng cây thước bản Tề Thiên, tôi đâu có biết múa. Cây thước bản Tề Thiên là phải tặng cho thuốc Phúc Nguyễn. Hải không có biết múa cho nên đó. Không phải không biết múa mà múa rất là dở. Không thể nào múa. Cây đã cầu bổng. Lông chim. Hả?
cây ba ton, lông chim, chắc lông cặp lông chỉ phương nam. Dạ, để mở thử ha, coi đây là gì. Wow, Duy nhìn thấy rồi. Trời ơi, Duy nhìn thấy rồi. Đây là gì đây? Ôi ôi, một cây thương. Ok, ok, mở. Trời ơi, sao cái thương là ấm nhu ấm nhất nhỏ xíu à? Không, cây thương để múa. Vậy là đủ bộ tam sên rồi. Như vậy là mình đã có đồ rồi. Mai mốt mình không có cần mình mua, không có cần tốn kém nữa. Xin cảm ơn mọi người đã gửi tặng cho Hải tấm lòng của mọi người. Hải xin nhớ kỳ sắc đông tim không bao giờ quên. Thật sự luôn. Bây giờ Hải sẽ mở ra tiếp đây. Đây là gì? Trời ơi, dán keo gì mà cứng quá vậy? Làm sao mở hết đây? Cây hút bùn. Cái gì? Thôi nha, bước comment lại nha. Nha. Chào bạn Kazulikita Hoàng Lan. Okay. Trời ơi, mở ra đi, một cái lông chỉ nữa. Hy vọng đây là một cái lông chỉ. Hy vọng đây là một cái bông lông chỉ. Hy vọng đây là một cái lông chỉ. Còn đây là, trời ơi, chắc phải đi kiếm cái cây dao quá. Kiếm cái cây dao quá. Dục tắt luôn đi. Đi hết đi, xem như thử á. Dục hết đi. Trời ơi, chút xíu dọn cắt chết quá. Chờ xíu. Rồi luôn nha, tới luôn nha bà con, các bác chị em mình nha, đừng bỏ đi nha, bất ngờ lắm nha. Đây là cái dao cũng được tặng luôn nha, hôm bữa bà nội qua tặng luôn nha, bây giờ sẽ gỡ luôn nha, lấy cái dao này gỡ luôn nha. Nói chung là Hải cái gì cũng tặng hết, không có mua cái gì hết. Giết rồi cái mấy cái bà ngoài chợ gặp đi ngang hỏi ủa sao lúc này không mua gì hết chị con. Dạ nói được tặng hết rồi, giết rồi con không có mua gì nữa cô ơi. Mấy bà thương vậy đó. Tại vì hồi đó là mối của mấy bà ngoài chợ mà. Sáng nào cũng đi ra đó. Và mình ngồi mình tâm sự với mấy cô ấy. Cô ấy cho mớ rau mớ cải đem về nhà luộc ăn. Rồi lúc này ít có mua gì hết. Cho nên bởi vì được tặng không à. Rồi nha, một cây thương luôn nha. Một cây thương luôn nha. Múa vài vòng cho người ta coi luôn nha. Ok, rất là đẹp, tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm dành cho Hải. Bỏ qua một bên. Và bây giờ dùng cái dao này chúng ta gặp cái đầu bên đây nữa thì chúng ta sẽ biết được món quà cuối cùng của ngày hôm nay là gì. Và ai có thích món này không thì comment cho Hải số 15 nha. Comment số 15 nha. Khi nào mà ai thích thì comment số 15 nha. Rồi đi mua xài luôn nha. Chứ cái này không có cho được đâu. Rồi chưa? Ai tặng nè, ai tặng? Cũng lông dịch. Trời đất ơi. Chào Mai Ngân nha. Chào chào nha. Dạ toàn được tặng không, riết không có mua cái gì luôn. À, một cặp lông chỉ. Trời ơi một cặp lông chỉ. Trời ơi một cặp lông chỉ màu tùm lum. Đâu rồi cái nắp cái dao? Rồi nha được tặng một cặp lông chỉ luôn nha. Mai mốt khỏi mua nữa nha, hồi bữa bị mắc bây giờ được thền nha. Rồi nha, hôm bữa bị mắc cặp lông chỉ màu tím buồn suốt luôn, bây giờ được tặng cặp lông chỉ khác thật là vui mừng. Đây đó, mọi người có thấy không, rất là to và đẹp nha, rất là sản phẩm luôn nha, một sản phẩm rất là sản phẩm luôn nha. Rồi đủ bộ đồ hát bây giờ ớt nha. Rồi chúc một người một buổi tối vui vẻ và thật nhiều niềm vui. Bây giờ hãy ngủ đây, hãy còn dọn dẹp đống này nữa, không biết đến bao giờ đây. Đúng là tự mình làm khổ mình. Thôi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại ở chương trình mở quà sinh nhật của năm sau. Thân ái, chào tạm biệt. Có ai chúc gì Hải không? Có ai chúc gì Hải không? Chúc đi mà. Chúc xong rồi đi ngủ cũng được luôn mà. Chúc đi mà.
chúc đi mà anh mở quà tặng thấy thích quá trời luôn. Ừ, vui lắm, cảm ơn em. Thôi, không ai chúc hết. Bye bye nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon, sức khỏe và ngày mai làm việc thật tốt. Bye bye.